Dạ, lại quán lấy con tôm. Quán lấy con tôm. Lấy con tôm hầm. Ghé là quán lấy con tôm bạn. Rồi đây. Con tôm. Con tôm. Đây. Rồi bây giờ trở về khách sạn bạn ơi. Vô Đà Nẵng bây giờ đi về Hội An. Đây bây giờ nè. Này nhìn giống đu dê không? Rồi các bạn, mình vừa trở về khách sạn nè. Thì do đi với con nhỏ nên nó cứ đòi chạy tới chạy lui lung tung rồi không có yên chỗ, rồi đi vòng vòng chơi nữa. Nên là mình dẫn nó đi chơi, xong rồi cái con này đi hấp ở quán, rồi đi chơi xong rồi dẫn nó đi chơi xong rồi trở lại quán lấy các bạn. Thì lúc mà cái chai bia này mình mua ở cái chợ đêm Helio nè. Chợ đêm Helio là chai bia Leffy đen các bạn. Rồi, mời các bạn ngụm nha. Thì con tôm nè các bạn. Con tôm này thì họ làm một con, các bạn nhìn thấy nó đứng vậy đúng không? Đây nè, nó nhét cây tâm vô nè. Nhét cái tâm vô nè, nó cứng thẳng đơ rồi. Lúc cái ruột ra luôn. Rồi đó. Đây. Đầu tôm nè. Như con thịt nữa các bạn. Cục nó rất là ngon. Thì lúc mà mới xuống đó là các bạn nhìn nè, con tôm này giống nó đổi con tôm cho mình quá. Tôm gì sao dai không? Không bở hả? Ừ. Ừ, em thử em chỉnh không có dài. Ừ, bột bột quá, giống tôm đông đá, nó không có mùi nhưng mà không biết là sao. Nè ăn đâu. Nhưng mà tại sao họ lại ghim cái cây tâm vô trong đó ta? Ok, cây chích đũa vô trong đây. Hấp thôi mà. Thịt nè. Hmm.
Nè, cắn miếng ơi. Ừ. Cũng thích ăn hải sản. Con tôm này làm hai món bạc, một món hấp với lại gì đó. Quýt. Quýt canh tôm hùm. Để đi mang con tôm này xong là đủ đã luôn. Ăn cái con này thịt không ở trong cái chân các bạn. Đó, đã chưa? Đã lắm. Đó. Đó. Đấy kìa. Chân thật không à. Đó. Cái con hồi nãy có đâm mà sao đây không thấy vết đâm không biết. Nói chung là cũng nghi ngờ thôi, tại vì ăn con sống mua rồi mà thịt nó hơi mềm mềm chứ không có dai. Nghe rồi bạn. Thì con tôm mà đem về phòng ăn mà sao thấy thịt nó bở bở chứ nó không có dai nha, không biết là sao mà khi hấp lại ghim cây này vô nó thẳng hay là làm cái gì mà thấy cái đầu nó cũng lỏng lẻo nữa.
Các bạn xem cái con tôm mà mình làm tiết canh đó thì là con tôm sống bắt ra từ hồ luôn đó bạn. Nói chung là chắc để trong hồ rộng á, không vận động nhiều nên là nó hơi bẩn chút. Chị đậm đực. Chị ăn cái chân này đó. Rồi làm ngụm đó nha bạn. Rồi, tạm biệt các bạn. Nói chung là ăn cái con này thì thấy nó... Nói chung không biết sao. Mình cũng không nghi ngờ là họ làm cái chuyện đó đâu. Ăn con tôm nó mềm thôi. Còn cái vết đâm ở đây thì để coi clip lại coi là nó đâm, nó đâm chỗ nào. Sao thấy trên đây không có đâm mà trong đây có cái vết. Đúng, nha các bạn. Rồi, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn thấy bấm nút subscribe ủng hộ mình nhé. Bye.